Xin chào bạn, tôi Túc Phan đang dẫn bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này chúng ta sẽ bắt đầu học cái plugin IKMAX các bạn, gắn xương cho nhân vật trong phần mềm Cinema 4D. Thì cái IKMAX này nó có trên Maya nè, rồi 3DSmax nữa. Hay là ha, Maya 3DSmax nữa. Nó chưa có Render. Cinema 4D giá như là 29 đô à. Rồi. Trên đây thì nó cũng có video hướng dẫn bạn. Hướng dẫn như là hai video á, nó liên kết với trên YouTube đó bạn, hay lên trang chủ nó bạn xem video hướng dẫn cũng được. Rồi video này tôi sẽ hướng dẫn học cái phần mềm đây. Thì trước khi học á thì bạn phải cài được cái phần mềm này. Thì bạn có điều kiện thì có thể là mua mua trực tiếp từ trên đây các bạn, giá 29 đô. Để tôi coi cho cái còn hình như là 29 đó bạn. Rồi bạn nào mà không có điều kiện đó, thì đây là cái cách mà tải chính thống từ trên trang web đó. Còn có cái cách khác nữa là bạn có thể lên trên cái trang web cá nhân của tôi đó, thì bạn tìm hiểu thêm. Rồi thì lên trên để tôi coi cái giá nó bao nhiêu mà đầu tiên rồi rồi tôi xem thử cái giá. Này cái giá là 29 đô rồi bạn. Phiên bản từ R15 tới R21 tới S22. Rồi. Bạn thanh toán bằng những cách này, hai cách nè. PayPal hay là Mastercard, Visa gì đó. Rồi, thì bạn nào ví dụ như trong quá trình học tập á, muốn tìm hiểu thêm thì phải lên trang web cá nhân của tôi để có cách khác để chúng ta tải về. Thì lưu ý khi tải về thì có cái mật khẩu là tên của phần mềm bạn. Tên của phần mềm là viết chữ thường ha. Bạn có cái mật khẩu là tên phần mềm viết chữ thường. Rồi sau đó bạn sẽ giải nén ra và cài đặt thôi. Nó sẽ chia làm hai loại. Một cái là cho phiên bản R21 cho lên R21 với thêm 2. Một cái là cho phiên bản R19. Rồi ok ha. Thì trong đó có hướng dẫn, bạn cứ xem từ từ mà làm thôi. Cũng tương đối dễ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Thì đầu tiên thì cái mẫu quên đó. Để tôi kiếm một cái nhân vật 3D nào đó để tôi gắn xương cho bạn xem. Để tôi lấy một cái mẫu sẵn có của cái phần mềm Cinema 4D luôn đi. Ban đầu bắt đầu thì chúng ta nên làm dễ dễ từ từ thôi. Thì sau này từ từ tôi sẽ lấy những cái mẫu bên ngoài khác nó khó hơn. Rồi, thì như chúng ta biết được cái phần mềm IKMAX này á, thì cái lý thuyết ta đâu rồi. Mà chúng ta nói sơ qua cái mà so sánh giữa các này á, thì bạn sẽ thấy IKMAX chúng ta là ok, có cái điều lưu ý nè, là tất cả những đối tượng chúng ta phải là một đối tượng dính liền, như là tay chân đầu mình gì đó, tay chân rồi mình với cái đầu đó, nói chung tất cả phải là một cái liên kết lại thành một cái polygon, một cái đường lưới mét, nó không có tách rời ra. Lưu ý ha, nó đặc biệt đối với cái mắt. Rồi tôi sẽ lấy một cái file này trong cái content đây, scope. Tôi lấy đại một cái nhân vật các bạn, nhân vật nam nữ gì cũng được, tôi lấy nhân vật nữ đi cho các bạn thấy cái nó hơi khác. Rồi giờ tôi lấy một cái nhân vật nữ như này, này thấy chưa, nó chỉ có một cái đường lưới mesh thôi nè, một cái đối tượng duy nhất thôi. Trường hợp bạn có nhiều đối tượng khác á thì bạn có thể là liên kết lại, nhưng như bạn có nhiều đối tượng khác thì bạn như tôi có cái đối tượng khác nè, có hai đối tượng thì bạn quét nó lít chuột phải, bạn chọn cái tùy chọn này connect object and delete thì nó sẽ là xóa, nó sẽ xóa cái hai cái riêng lẻ đi, nó gộp thành một đối tượng. Rồi ok ha, chỉ đơn giản vậy thôi. Ta sẽ lấy cái mẫu này ta làm thử gắn xương. Đối với cái phần mềm này thì gắn xương rất là nhanh bạn, thì bạn làm mà quen mà làm bình thường á thì trong vòng khoảng chưa đến phút bạn ta gắn xương không rồi. Rồi sau khi bạn cài xong á thì nó nằm ở trong đây nè bạn, trong nhóm tôi đang sử dụng Cinema 4D S22 á, thì nó trong cái stand nè, nó IKMAX. Còn bạn nào sử dụng R19 thì nó nằm trong cái menu plugin á, có chữ plugin nè bạn. Rồi trong đó nó IKMAX, tôi lo ra ngoài đây nè. Bạn plugin thì nó hiện ra cái bảng này. Ok ha, bảng này. Rồi ban đầu nên tôi hướng dẫn các bạn sử dụng IKMAX trước. Dạng dạng như chúng ta làm tắt các bạn, làm tắt, nhưng mà sau này chúng ta bắt buộc cũng phải học theo cái kiểu thủ công. Chúng ta phải học các bạn. Nó cũng dễ lắm, tôi hướng dẫn các bạn chút là xong rồi biết chưa nào. Để sau này khi mà thực hành á,
đi làm thực tế á, ví dụ như gặp những một số trường hợp khó gì đó thì tự người ta cũng thể xử lý được. Thì tùy theo tính chất công việc thôi, nếu muốn nhanh gọn hiệu quả mà cái nào nó đơn giản thì sử dụng Ecamax hoặc là Bentley Clean Rig, còn cái nào mà phức tạp hay là cần đầu tư cao thì có thể sử dụng cái Charter Object Tsushima for đi. Rồi sau khi được như vậy rồi á, thì trên trang chủ nó hướng dẫn nào các bạn làm chưa đến 1 phút là xong rồi. Rồi đầu tiên thì ta sẽ có một cái đối tượng như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ để cửa sổ này về lưng đi cho bạn dễ thấy. Rồi rồi sau đó sao đó bạn, sau đó bạn lít vô cái này nè, cái mũi tên đây. Rồi cái mũi tên này bạn sẽ chọn đến một cái offset chúng ta, cái nhân vật chúng ta đây là cái female base nè, là một cái nhân vật nữ cơ bản thôi. Lít vô đây nó, khi bạn lít thì nó sẽ chọn cái đối tượng ta đây, thấy chưa? Bạn muốn chọn lại thì bạn nhấn clear xóa, rồi sau đó bạn chọn lại xong bin manager. Tôi thử tôi chọn coi nó có gì khác không, thấy chưa? Bởi vì tôi lưu ý các bạn là cái này nó chỉ có áp dụng cho một cái đối tượng thống nhất thôi, một đối tượng duy nhất thôi, lưu ý. Rồi tại vì tôi sau này tôi hướng dẫn bạn thêm cái phần mềm Bendy Clean nữa nên bạn sẽ thấy nó có sự khác biệt nhiều lắm. Ở đây chúng ta không phải chỉ một chọn một đối tượng đâu, ta chọn nhiều đối tượng, tay riêng, chân riêng, mình riêng, đầu riêng, còn này nó thống nhất một đối tượng, lưu ý. Rồi sau đó là cái bước tiếp theo là nó hướng dẫn bạn nè, bạn sẽ làm cho tôi theo nguyên tắc là từ trên xuống dưới, rất là dễ. Để bắt đầu thì nhấn cái nút Start này. Ở bên đây lúc nào cũng vậy, có cái thùng rác để chúng ta xóa. Còn bên đây là cái hướng dẫn hay gì đó, dấu chấm hỏi nè. Start. Rồi click vô nút Start này ha. Nó hiện cho chúng ta những cái control để cho chúng ta định hướng điều khiển nè, thấy chưa? Rồi, đầu tiên thì nó hướng dẫn cho chúng ta là chúng ta quét cái chỗ cái khớp háng nè bạn. Cái đùi chúng ta nè, cái chỗ khớp háng này đây. Thấy chưa? Bạn kéo cái này to lên tí. Cái thao tác này nè bạn, không nhất thiết là phải chính xác các bạn. Không nhất thiết là chính xác đâu, chỉ cần đúng cái vị trí là được rồi. Đúng cái vị trí gì? Bạn hãy bật bốn cái vùng nhìn như thế này, đó. Thấy chưa? Nó đúng cái vị trí là cái chỗ này. Bạn chọn bên nào cũng được ha, mà tôi cố tình để to to cho bạn thấy. Ví dụ như tôi có thể là chọn một khúc nào đó đây. Ở đâu đó ở đây nè ha. Đó. Thì mặc định của cái phần mềm nó sẽ lấy cái trung điểm, trung bình điểm của hết tất cả những cái này, nên nó sẽ lấy khoảng giữa này. Rồi sau đó bạn nhấn cái nét, nhấn nét, bạn làm theo cái hướng dẫn này nè. Tiếp theo tới cái khớp đầu gối, thì lưu ý những cái khớp này sau khi ta làm xong thì bạn sẽ để kỹ bên cái hình đó, nó sẽ có cái khớp xoay. Thì sau này cái nhân vật chúng ta nó sẽ xoay theo đúng cái vị trí khớp tròn này, đó. Ok ha. Rồi tiếp tục bạn chọn tới cái đầu gối, thì bạn quét ở đâu đó cái đầu gối đây, hoặc là bạn nhìn từ đây nè, nhìn đây cho chính xác cái đầu gối chúng ta thiết kế này chăng. Cái này là cái chỗ bắp chuối nào dưới đây nè, hiện nó đầu gối chúng ta nằm đâu đó đây, khoảng hào hảo thôi, nó nét thấy chưa? Nó rồi cái số số 9 ông cụ chọn ta đang để mặc định, chọn bỏ trống chỗ này hả bạn, chọn bỏ trống để chúng ta chọn xiên phía sau luôn, lưu ý ha. Số 9 nè, selection nè. Rồi sau đó tiếp tục tới cái gót giò bạn, foot là cái gót giò ha. Này chúng ta phải nhìn xéo rồi, ta nhìn xéo từ trên đây nè, nhìn xéo xuống chúng ta quét ngang cái, chúng ta chỉ cần làm một bên đây, đây quét cái gót nó, thấy chưa? Không cần chính xác đâu, quét đại xéo xéo như đi, sau đó nhấn nét, nó được một cái gót. Tiếp tục tới cái này là cái ấy, hình như tôi lỡ nhấn hai cái nó mất tiêu cái bàn giò rồi, tôi quên, tôi lo hướng dẫn tôi quên rồi. Giờ tôi sẽ lít vào đây xóa cái này đi, lỡ tôi làm sai thì chúng ta nhấn đây chúng ta xóa, ta làm lại. Rồi chơi đợi tôi một tí bạn, tôi làm lại nha. Rồi tôi làm nhanh thôi, tại vì người ta làm cái này á, chỉ nếu mà người ta làm bình thường á, ta làm chỉ trong vòng khoảng 1 phút thôi, chưa tới 1 phút. Tới cái bàn giò, bạn nãy ta mới quét cái gót, giờ người ta quét cái bàn giò nè, thấy chưa? Giờ đầu ta quét cái mũi nè, bạn hãy quét nguyên cái cục này luôn cũng được. Cái này nó hướng dẫn bạn quét cái ngón cái đúng không, bạn quét khúc nào cũng được, bạn không nhất thiết khoảng khoảng này được rồi đó.
ha, rất là dễ. Rồi sao nữa? Rồi tới cái gì, tới cái chỗ bả vai anh ta, cái vai anh ta bằng. Tôi để hướng này luôn đi cho dễ nhìn, khỏi mất công nhìn các hướng. Còn không thì bạn bật nhìn các hướng nè, tùy bạn thôi. Đó, nào dễ thì bạn làm. À, cái bả vai ha, bạn chọn ở đây. Rồi tới cái gì bạn, tới cái mỗi lần chúng ta nhấn cái nét ha, nét là tới tới cái chỗ cái cùi chỏ ta. Cùi chỏ ta nó ngay chân cái chỗ nào bạn, chỗ này nè. Ha, cùi chỏ chỗ này. Tới gì nữa? Tới cái chỗ mà cái cổ tay ta, cổ tay nằm đâu đó ở đâu đây nè. Rồi tới cái ngón tay cái. Ý, ở đây nhìn không được. Nên bạn mới bắt buộc phải nhìn trong môi trường 3D rồi, nhìn qua 3D nhìn ha. Nhìn ngón tay cái ta. Rồi, cái chỗ ngay chân dưới này ngón tay cái nè bạn. Cái chỗ ngón tay cái ta chỗ phần trong này nè ha. Đây. Lưỡi ha. Đang chọn cái công cụ số 9 là selection đó. Đây. Bỏ cái này ha, bỏ nó cho check để chúng ta chọn xuyên ra phía sau luôn. Rồi ngón tay cái em châm chỗ này nè. Thì chọn chỗ này. Thấy chưa? Tiếp tục tới cái ngón tay cái, người ta có cái một cái khớp ở giữa thôi bạn, ngón tay cái chỉ có một cái khớp ở giữa thì khớp giữa người ta nằm ở đâu đó đây nè đó. Rồi cái ở đỉnh ha, ngón tay cái ở đỉnh. Rồi tiếp tục tới cái ngón trỏ này, cái ngón trỏ đây khúc nào đó đây, ngón lưỡi ha, từ chỉ ngoại trừ ngón tay cái thôi, còn tất cả các ngón còn lại ở giữa nó có hai khớp luôn. Này là phần trong nè, đầu đầu một cái khớp này là cái khớp cao nhất, là khi bạn co bạn cứ quan trọng của cái việc gắn xương này á, là những bạn mới thì chưa quen á, thì cứ nhìn lên cái con người chúng ta, nhìn lên trên cái bàn tay chúng ta. Tôi vừa làm tôi vừa nhìn ngón tay đó lúc ban đầu á, để ta biết được đúng cái vị trí không. Ví dụ như đây là cái chỗ mà cái u lên nhất á, bạn co ngón tay cái này đi, tôi xin lỗi, co cái ngón tay trỏ lại thì bạn thấy cái chỗ cao nhất là cái chỗ này đó, chỗ này nè đó. Tới đến là ở đây nó sẽ có thêm một cái khớp nữa chỗ đầu ngón tay này, nó thấy chưa, đây nè. À, các ngón này nó sẽ có hai khớp ở giữa, đây là cái đỉnh đầu ngón tay. Rồi tất cả các ngón còn lại người ta làm tương tự vậy là xong. Đấy, xin lỗi à, mà khi bạn chọn gì bạn cẩn thận, nó chọn trúng cái giò bên dưới nè, nên mà phải tránh, tại vì chúng ta đang chọn cái thì chọn là chọn xuyên ở phía sau luôn, ta chọn lại lít ra ngoài, chọn lại. Rồi đây là cái chỗ cao nhất của cái ngón ngón ta, nó cong lại cao nhất. Không cần phải chọn hết những cái điểm này đâu bạn, chỉ cần chọn hào hảo khúc này thôi, phần mềm sẽ tự động lấy cái điểm ở giữa ha, không cần thiết phải chọn hết những cái điểm tại vị trí đó. Rồi tiếp tục làm những cái còn lại, nó dễ đúng không bạn, dễ thôi. Làm quen rồi bạn sẽ làm hết tất cả thao tác này, thì xin lỗi, trong vòng chưa tới 1 phút. Này gọi là ngón út chúng ta làm tương tự vậy. Bạn mới thì cẩn thận ha, chọn từ từ thôi. Rồi xong đó bạn, sau khi xong thì nó hỏi chúng ta có cần chỉnh sửa gì không trước khi nhấn cái nút reset này. Thấy chưa, đây là nó sẽ cho chúng ta xem cái phần vị trí nè. Bạn sẽ lít ra ngoài đây để bạn kiểm tra lần cuối coi đúng không. Ở đây là cái đỉnh đầu nè. Rồi tới đây là cái phần kết thúc cái cổ ha. Đây là bắt đầu cái cổ nè, next star, đây là bắt cái điểm bắt đầu cổ nè. Nhìn ở đây cho bạn dễ thấy. Đây nhìn nó hướng nhìn trực diện như vậy thôi. Đây là bắt đầu cái cổ nè. Còn đây là kết thúc cái cổ nè. Kết thúc cái cổ này như là nó hơi cao vậy. Nó hơi cao hơn, hơi cao tí. Thì giả sử như cái này tôi cần chỉnh sửa ha, thì tôi chọn cái này. Cho tôi click cái này xuống tí. Thấy chưa? Đó. Ví dụ tôi cần chỉnh sửa bất kỳ một cái điểm nào trong đây nè. Đây là những cái điểm control bạn. Sau này bạn học đây là gọi là những điểm control, là những cái điểm sau này bạn thực hiện cái việc gắn xương á, là ta dựa trên những cái control này. Đây là những cái vòng tròn này nè, đó. Rồi tiếp tục đây là cái ngực ha, vị trí bắt đầu ngực. Đó, thì cái đây là cái mẫu của nhân vật nam, còn đây là nhân vật nữ. Vị trí bắt đầu ngực chính là cái phần dưới của cái ngực nè bạn. Thì cái này nó hơi thấp, bạn hãy chọn cái này kéo lên trên tí. Đây. Thấy chưa? Lưu ý kỹ ha, vị trí bắt đầu ngực là phía dưới ngực nè, cái dưới cái bầu ngực nè,
Rồi, Us by Star là cái phần xương. Phần xương chỗ xương xương này cái chỗ nó có thể nằm phía dưới cái cung rúng một tí. Chỗ này nè bạn, nó hơi cao, bạn hãy cho nó xuống dưới phía dưới cung rúng một tí. Khoảng đó. Rồi. Còn cái phần bé view này là cái phần ngay chân cái chỗ khớp háng nè bạn. Khớp háng chỗ này nè. Ngay chân cái chỗ khớp háng là cái rãnh hai bên nè. Học 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 3D thì chúng ta không có ngại gì các bạn. Không có ngại những cái nhân vật mà không như thế này, mô hình như thế này, không có bằng quần áo như thế này. Rồi, như vậy cảm thấy cũng ok ha. Bạn có thể tìm hiểu thì bạn click vô dấu chấm hỏi nè. Thấy chưa? Click vô cái dấu chấm hỏi này nè. Thì nó hiện ra cái này, nhưng cho chúng ta kiểm tra lại đúng không? Đầu cổ, kết thúc cổ, đó, bắt đầu cổ, phần bắt đầu ngực, xương sống nè. Cái khớp hông ha, này cái hông mà ta. Rồi, đây là nam, đây là nữ ha, nữ nè. Nữ chú ý cái chỗ phần ngực á, thì những bạn hay ban đầu, những bạn bắt đầu gắn xương hay bị lộn á, nó nằm ở dưới cái bầu ngực ha, chứ không phải là ngay chân, nằm dưới cái bầu ngực. Rồi, rồi vậy thôi, xong rồi đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào cái nút tất cả vị trí đều chính xác các bạn, kiểm tra lần cuối ha. Rồi sau khi chính xác rồi á, thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút Redirect click đây, lúc này. Ok, thì cái nút này là cái nút Redirect click, nghĩa là tạo xương. Thì nó đã tạo chúng ta được cái xương đó bạn, xương màu tím, mặc định là màu tím. Bạn hãy click vô cái dấu thì chọn này, Mirror Rig là đối xứng không, không cần thiết. Rồi, nó được cái xương gì đó bạn, nhấn nút này, à đúng rồi, nhấn nút này nè bạn. Cái xương mặc định là màu tím là cái màu dễ nhìn nhất á. Nãy tôi lỡ nhấn cái nút này nè, chúng ta chuyển một cái màu khác, ngẫu nhiên. Lít vào đây. Tôi lít ngẫu nhiên rồi cái xương nó đổi màu luôn rồi. Thấy chưa? Nó sẽ lấy ngẫu nhiên những cái màu trong đây nè bạn, có bốn màu đây nè. Tôi lít hướng dẫn các bạn giờ nó tài le màu, tôi muốn kiếm màu nào đó quay lại cho bạn dễ thấy. Tôi đang hướng dẫn các bạn á. Tôi lỡ rồi, ví dụ như tôi lỡ dùng cái này luôn đi ha. Cho có cái màu tím tím này ta, màu xanh lá gì đi cũng được. Rồi nhụi màu xanh lá gì đi. Rồi sau khi nãy chúng ta nhấn trong cái Redirect click nè các bạn, là chúng ta tạo xương, chức năng là chức năng tạo xương. Còn đây là cái gì à? Đối xứng ha. Không cần thiết, khi bạn nhấn thì tự động xương nó đối xứng hai bên ta, trái ta phải rồi, chân trái chân phải rồi đó. Thì bạn lưu ý ha, ta học một chúng ta biết 10 ha. Nhưng mà khi tôi hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta học cái cắt lớp tin Nika Mask hay là Benny Clim á, thì bạn chú ý cái cách mà những cái lớp tin này nó làm. Trên nguyên tắc cũng phải dựa theo cái cách chúng ta gắn thủ công thôi, gắn xương thủ công. Để làm chi? Để sau này chúng ta áp dụng vô cái việc mà thực hiện làm thủ công á, nó dễ hơn, theo đúng cái trình tự luôn. Rồi thứ nhất là chúng ta sẽ tạo xương đó, khung xương. Sau khi tạo xương như thế này á, thì phần mềm nó cũng yêu cầu chúng ta là phải kiểm tra lại kỹ có cần chỉnh sửa gì vị trí nào không. Nếu đúng hết rồi, anh ta mới nhấn tiếp tục cái chỗ này. Nhấn Auto IK nè. IK á, ta đọc IK, IK cho nó dễ. Đây nè, nhấn tiếp này. Rồi ta kiểm tra lần cuối ha. Ta bật lên những cái này. Lưới những cái khớp xoay. Thấy chưa, đây là những cái khớp xoay. Rồi, ví dụ như cái chỗ nào đó bạn cảm thấy nó không đúng thì bạn click và bạn chỉnh sửa nè. Đó. Thấy chưa? Chỉnh sửa. Ví dụ như ta chỉnh sửa thử cho bạn xem ha. Chỉnh sửa nè, đó, nó sẽ lệch ở dưới đây. Sau khi bạn chọn chỉnh sửa một bên rồi, bạn muốn bên kia giống thì bạn click cho tôi chọn này, nó sẽ đối xứng cái xương qua. Chúng ta chỉ cần chỉnh sửa một bên thôi, click này nó sẽ đối xứng cái xương bên kia giống lại. Nhưng mà tôi cảm thấy như vậy là ok rồi ha, tôi không chỉnh sửa gì nữa. Bạn click vô những cái này bạn sửa thôi. Click vô những cái vòng tròn nè bạn, những cái vòng tròn này nè. Đó, tôi đang nhìn theo cái hướng này. Đó, những cái hình vòng tròn này. Lưới kỹ ha, lít vô những cái vòng tròn này ha. Đó. Rồi. Ví dụ như bạn lỡ chọn như nhân vật á, thì đây nó sẽ có cái chức năng là khóa, giống như chúng ta học khóa laser vậy, lít vô đây. Xin lỗi, bên đây nè. Thì nó sẽ khóa laser lại, như là khóa cái nhân vật chúng ta lại nè, nhân vật chúng ta nó bị khóa nè. Thấy chưa? Ủa, như tôi tạo ra một cái nhân vật mới vậy. Như là tôi tạo dư một cái nhân vật rồi, nãy tôi lỡ nhấn control vậy, tôi kiểm tra phải không?
Rồi nhấn delete thử. Như tao tạo ha, nãy vô tình tao nhấn control tao lôi ra một cái nhân vật hay vậy ha. Rồi dùng click vô đây để khóa nhân vật chúng ta, trường hợp bạn muốn chỉnh sửa xương á để cho chúng ta không có chọn cái phần nhân vật chúng ta, cái lớp da bạn. Rồi, sau này á tôi thường hay sử dụng cái thuật ngữ gì nè, bạn lưu ý cho tôi là cái nhân vật nữ chúng ta này hay là cái mesh đó là đường lưới, thì trong cái phần mềm người ta sẽ gọi là charter, sẽ gọi là charter mesh, nghĩa là cái nhân vật đường lưới, mesh là đường lưới bạn. Còn khi mà cái phần xương gì nè, người ta đôi lúc dùng từ join là xương, hoặc là đôi lúc dùng cái chữ là character object, hay tôi còn gọi cái phần xương này là xương. Còn cái nhân vật cái cô nữ này nè, như gọi là lớp da. Còn cái màu xanh xanh bạn thấy trên màn hình đây là cái xương, nói gì cho nó dễ nhớ hay bạn, xương và da liên kết với nhau. Rồi giờ ta sẽ kiểm tra cái xương đúng vị trí chưa. Nếu như đúng rồi, không cần chỉnh sửa gì rồi thì quá may mắn rồi. Thì đây là một cái trường hợp dễ đúng tỷ lệ chuẩn của người. Còn một số trường hợp chúng ta vẽ những cái nhân vật đặc biệt như nhân vật hoạt hình á, thì nó có người thì làm thiệt là to, có người ta làm thiệt là nhỏ, thì nó sẽ thường không đúng cái chuẩn này, thì buộc chúng ta phải chỉnh sửa các bạn. Cái này là do ta lấy một cái mẫu dễ cho bạn, dễ làm thôi. Một vài cái video sau tôi sẽ làm một số trường hợp khó cho bạn xem. Rồi sau khi xong được kiểm tra vị trí rồi á, xương không có chỉnh sửa gì rồi, nhìn từ trên xuống luôn nè, nó đúng vị trí giữa cánh tay luôn. Cái mẫu người này rất là chuẩn rồi, thấy chưa, rất là chuẩn, từ nhìn từ trên xuống không bị lỗi cái này luôn, nhìn từ phía này cũng đúng luôn, nó hơi bị lệch tí mà không sao, bên hông cũng vậy luôn nè, ha. Mẫu rất là chuẩn. Rồi sau khi xong hết rồi á, không cần chỉnh sửa gì thì bạn tiếp tục nhấn cái nút Auto IK. Nút vào đây, hiện tại mới có lớp da xương thôi, chưa có những cái control, những cái IK là bạn. Hay nhấn vào đây. Bạn thấy chưa? Vừa nhấn thì nó sẽ tạo ra chúng ta những cái control, là những cái này người ta gọi là control nè. Những bạn nào mới ban đầu nhìn thử thì thấy nó lạ lắm. Nhưng mà nó sẽ có, nhìn quen rồi á thì nó sẽ có nguyên tắc các bạn. Đây nè, những cái này nè, những cái hình hình này là 1 2 3 4 5 6 lục giác các bạn, 6 cạnh lục giác, hình vuông, hình hộp nè, hình tròn, hình cầu nè, nó. Đây là những cái control ha, dùng để điều khiển. Rồi. Giờ chúng ta được cái control rồi thì cái phần mềm cũng kêu chúng ta là có cần chỉnh sửa gì nữa không? Kiểm tra là những cái control này. Mỗi lần á chúng ta click vô cái nút này nè, chúng ta được quyền chỉnh sửa hết. Tại vì cái mẫu này là mẫu chuẩn rồi nên nó không có sai. Còn nếu không đúng thì bạn được quyền chỉnh sửa. Lấy ví dụ ha, chỉ như cái phần ngực cô gái này, chỗ này tôi cảm thấy nó sai cái control này, tôi hay click cái control này nè, tôi kéo lên xuống, nhưng mà lúc này á cái control với cái xương với cái da ta nó đã dính liền nhau chưa rồi, cái control với cái xương chứ, cái control với cái xương nó dính liền thôi, còn cái da nó chưa dính liền. Thấy chưa, khi tôi di chuyển cái control nè thì cái xương nó sẽ di chuyển theo. Đây tôi sẽ xem cho bạn xem cái trong môi trường 3D. Đây, thấy chưa, thấy cái xương nó gì thay đổi không? Đó là đầu tiên là chúng ta đã tạo được xương. Sau khi tạo xương xong, ta sẽ tạo ra những cái control là cái IK này. Rồi sau đó ta kiểm tra lại coi nó đúng chưa. Rồi ví dụ như kiểm tra đúng hết tất cả ha, vị trí đúng cái những cái IK rồi, những cái xương rồi, giờ ta sẽ làm tiếp tục tới cái bước cuối cùng là auto skin. Bước này là gì? Bước này chính là cái bước kết nối giữa xương và da, là bước cuối cùng. Bước cuối cùng ha, tạo được xương rồi, gắn xương liên kết với control rồi, và cuối cùng là liên kết cái xương này với lớp da. Da chính là cái đường lưới chúng ta, mesh chúng ta, là nhân vật chúng ta, nhân vật nữ chúng ta nè. Hiện tại nó chưa liên kết nên khi tôi chọn cái phần này, tôi chuyển động cái xương thì cái phần da nó chưa chuyển động theo, thấy chưa? Nè, da nó chưa chuyển động theo. Rồi trước khi mà click vô cái nút này là finish hoàn thành luôn á, tôi sẽ kiểm tra lần cuối, tôi chỉnh sửa vậy nè. Một số cái nút chúng ta xem rồi. Đây cái nút này, nút này dùng để ẩn xương. Click vô đây sẽ ẩn xương, thấy giờ xương nó sẽ bị ẩn. Rồi cái nút này là X-ray mode, giống như chúng ta chụp TX quang vậy, thấy chưa? Đó, click vô để nó làm mờ cái nhân vật nữ chúng ta, để chúng ta xem cái lớp xương ở phía trong đó, cho nó dễ chỉnh sửa. Đó, chúng ta thấy được chính xác cái vị trí xương nó nằm đúng không?
click đây nó sẽ rõ lại. Rồi, click vô đây thì cái xương chúng ta nó không là cái khối cứng nữa, mà nó sẽ là một cái khối rỗng, mặc định nó đang là cái khối đặc ở bên trong. Click vô cái nút này, nhưng mà một chút tôi mới click, click cho bạn xem thử luôn nè. Thấy chưa? Đó, xương chúng ta nó sẽ là một cái khối rỗng cho chúng ta dễ quan sát hơn thôi, không ảnh hưởng. Rồi, còn cái ví dụ như bạn muốn chỉnh sửa xương bên trong mà khi bạn chọn vô tình là bạn dễ chọn cái dễ chọn nhầm cái nhân vật nữ của ta nè, ví dụ như tôi chọn lỡ chọn nhầm nhân vật nữ của ta dễ chỉnh sai á, thấy chưa? Thì đây nó sẽ có chức năng giống như là khóa laser, ta học khóa laser rồi á, thì này tương tự là click vô cái laser nè, đây nè, tôi đang ở giao diện này ha, nó này do tôi ta chưa có tạo laser rồi. Thì bạn muốn khóa cái nhân vật đường lưới ta lại tránh bị chọn lầm á, thì bạn click vô cái nút này lock on lock nè, đó thấy cái nhân vật nữ ta female đó được khóa nè, khóa laser đỏ nè, thấy giờ tạo ta một cái laser mới màu đỏ khóa nè, thấy cậu khóa bật lên nè, thấy không? Rồi khi ta không thể nào chọn được cái nhân vật nữ, để tránh chúng ta chọn lầm á thì ta thấy là chỉ chọn được những cái xương này chúng ta chỉnh sửa thôi, đó chỉnh như thế nào đó tùy theo cái hình dáng của nhân vật chúng ta cho đúng à. Lưu ý video đầu nên tôi nói rất là kỹ, này tôi lấy một cái mẫu rất là dễ luôn, đúng tỷ lệ đúng chuẩn luôn nên không cần chỉnh sửa gì hết. Tôi lỡ sửa hồi sai cái xương rồi, tôi chỉnh hồi lỡ nó sai cái vị trí xương rồi bạn, thì tôi xóa đi, tôi xóa cái bạn lít vô đây để xóa nè, vô tôi xóa cái auto này đi. Rồi thì mỗi lần bạn xóa thì nó quay lại một cái bước trước. Đây nó quay lại cái bước mà có xương nè, nhấn auto IK lại. Đó, lưu ý ha, lỡ làm sai gì bạn hãy nhắn lên ta sửa lại thôi, không có khó. Rồi, hình như cái này nó có gì đó sai sai mà, cái xương tay nó hơi cao ở chỗ này, vị trí này nó hơi cao. Đó là do lúc ta tạo cái xương này bạn ta đặt vị trí nó hơi cao, hơi cao ở đây nè, góc này đây. Rồi sau khi xong hết rồi á, thì chúng ta sẽ click vào đây nút cuối cùng auto skin ha. Còn số công cụ này chút tôi hướng dẫn các bạn sao. Này quần áo, cái này vũ khí, cái này con mắt, cái này reset tư thế, cái này vẽ quay. Rồi, những cái phụ thôi. Một chút ta xử lý. Rồi ta sẽ click vào đây finish nha. Done rồi nè, xong rồi nãy chưa. Rồi để kiểm tra bằng cách đó, tôi giả sử như tôi sẽ click vào một cái nút control. Sau này những cái này tôi gọi là những cái control bạn. Dịch ra là những cái nút điều khiển á. Sau này chúng ta thực hiện cái việc mà làm chuyển động nhân vật á, animation á, thì chúng ta sẽ đặt khóa key những cái ông này, những cái control này. Đây, như tôi làm cho cái tay nè. Nhìn từ nè, thấy chưa? Tôi sẽ tạm ẩn những cái xương nha, tôi demo tôi ẩn xương nè, đó. Tôi nhấn X-ray luôn cho nó rõ. Rồi, thấy chưa? Cái tay nó chuyển động chưa? Cái quay chỗ này nó hơi bị lỗi nè, nó chưa có mềm mại, chỉ có smooth. Thấy chưa? Cái việc mà xử lý sỏi đó, lỗi đó thì chúng tôi xử lý sao giờ tôi hướng dẫn, thấy chưa? Thấy demo nó chuyển động tay chưa? Rồi, bạn cứ làm lại thoải mái đi. Chúng ta reset cái tư thế lại. Trong đây người ta gọi là pose, là tư thế bạn, pose. Cái chân nữa. Như cái chân tôi cho cái cô nữ này chọn nè. Những cái control này nếu nó nhỏ quá bạn phóng to lên bạn. To tỷ lệ lên. Ta khóa cái nhân vật ta đã khóa cái nhân vật nữ này bạn thấy chưa? Nên chúng ta dù chúng ta không thể nào mà chỉnh sửa sai nhân vật nữ, chúng ta chỉ thể chọn được những cái control thôi. Nên bạn đừng lo nó sai ha. Ta chỉ chọn những cái control là những cái này nè. Những cái control là những cái này thôi, do cái nhân vật nữ ta đã khóa lại rồi. Rồi. Nó thấy chưa? Khi bạn chuyển động thì bạn sẽ thấy nó sẽ bị lỗi ha. Chỗ này nó chưa có smooth nè. Nó bị gãy nhìn xấu quá, chưa có smooth chỗ này. Cái chỗ đây nữa. Thấy chưa? Như nhân vật nữ chúng ta có ít đường lưới nữa. Cái đường lưới hơi bít nha nhân vật nữ nè. Đường lưới nó ít lắm mà, rất là ít.
Bạn cho cái này, bạn hãy chỉnh tư thế, bạn chọn cái này nó xoay. Xoay cái giỏ lên. Rồi ở đây nó sẽ có nút điều chỉnh cái cái này là điều chỉnh cái bàn chân, cái gót chân, còn này điều chỉnh cái mũi chân nè. Thấy chưa? Cái này là cái bàn chân, con này là cái mũi ha. Còn cái đầu gối á, thì hướng đầu gối thì nó sẽ chỉnh ở đây. Sẵn tôi nói sơ sơ cho bạn hiểu một ít ha. Tại vì này nó tên với cái phần gắn xương, chưa phải là cái phần chuyển động animation. Đây nè, chỉnh cái phần, chọn cái hường nè bạn. Chỉnh cái hướng đầu gối, thấy chưa? Cái hướng đầu gối. Nó nhìn cái đầu gối nó sẽ hướng nào. Rồi. Cơ bản gì là xong đó bạn, xong cái phần cơ bản rồi của cái Ikamax này rồi. Qua video sau đi. Sẵn đây tao nói sơ cho bạn cái ví dụ như bạn có chỉnh sửa gì sai rồi á, bạn muốn quay về tư thế ban đầu á, thì bạn nhắc vào đây. Reset nè, reset ball. Nó sẽ quay về tư thế đứng, tư thế chữ T, người ta gọi này là tư thế chữ T, đứng hai tay dang ra. Tư thế thường thấy trong trong cái việc gắn xương. Giống như các bạn mà thực hiện cái việc mà sử dụng Mixamo á, gắn xương tự động trên trang web mixamo.com á, thì chúng ta tải mẫu lên, cũng khuyến khích chúng ta là để cái tư thế này. Rồi, cơ bản là xong các bạn. Video đầu tiên thì làm tới bước này là ok rồi. Rồi sau tôi sẽ dẫn bạn thêm một số những cái tùy biến, tìm hiểu thêm nữa, chuyên sâu hơn tí của cái Ikamax này. Như là xong đó bạn, thấy dễ chưa? Đâu có gì đâu khó đâu. Tôi dẫn các bạn thấy lâu vậy thôi chứ tôi làm chắc chưa được phút. Tôi sẽ demo lại lần nữa cho bạn xem ha. Tôi sẽ làm thử coi nó được một phút không. Tôi xóa hết những cái này đi. Thì bằng cách là bạn hãy xóa toàn bộ trong đây cũng được nè. Hình như tôi xóa hết toàn bộ này ha. Bạn nào muốn dọc chơi tìm hiểu thì click vô đây. Thì thứ nhất là nhân vật chúng ta nó đã thêm được một cái đối tượng skin là lớp da. Cái hai là thêm thẻ quay, tạo ra những cái control. Đây là cái phần xương. Còn đây là cái control nè. Nó, nhưng mà chúng ta đã quay về trạng thái ban đầu. Rồi giờ tôi làm thử các bạn, tôi gắn xương ban đầu ha. Rồi đợi tôi khoảng phút đi. Tôi bắt đầu ha. Đầu tiên này chưa có gì, tôi clear luôn nè. Clear. Rồi tôi làm thử nè. Đợi tôi một tí thôi mà. Không cần chính xác các bạn. Hoàn hảo là được rồi. Cẩn thận ha, chọn nhầm cái đối tượng bên dưới đó. Rồi, tới ngón út nữa là xong. Một số mẫu nó dễ các bạn, nó không có ngón tay á. Nó chỉ có một cái bàn tay thôi thì nó còn mau nữa. Rồi xong đó bạn. Thường nó sẽ đúng hết, không bị lỗi gì, còn lít tạo xương. Rồi, chỉnh cái những cái control, xong. Rồi đó, tao xong được cái việc gắn xương đó. Ok ha, tao kết thúc video ở đây. Video sau tao sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Tại tao vừa làm, tao vừa giải thích các bạn á. Tại nó lúc nào không thể nào lúc nào cũng trơn tru được, nó sẽ phát sinh lỗi này lỗi kia. Nó dựa trên cái đường lưới nhân vật nữ chúng ta, nhân vật chúng ta. Thì có nhân vật thì nó đúng tỷ lệ, có nhân vật hoạt hình thì thường nó sẽ không có đúng tỷ lệ như thế này, tỷ lệ chuẩn của nhân vật nữ như thế này. Rồi, tao là Tú Phan, đã dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.